Anh em nào muốn làm giàu lên ngay Saber88.me, hệ thống chất lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao. Đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Dâu 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 và còn sâu. Chào mừng năm trăm anh em quay trở lại cùng với Aminji trong series bình luận PK lên server, và đây là Dermer Zutubi đến từ server Quy Quỳ, và chúng ta cùng đến với chế độ Smug anh em nhá. Mặc dù không có tư chất 15 nhưng mà dù sao nó cũng là một cái chế độ trong, nó là một cái gì nhở, nó là một cái PK server trong một cái chế độ hay đúng không, chế độ Smug đến từ server Quy Quỳ. Đừng quên 30 giờ ngày 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra anh em có thể like, subscribe kênh Đầu và YouTube để ủng hộ dành cho Aminji nhá. Đấy, thế thôi, quảng cáo lại là thế thôi đúng không, ngày nào cũng như vậy, những lời khởi đầu rất nhẹ nhàng và tình cảm. Chúng ta sẽ cùng đến với game đấu đầu tiên gọi tên trang béo của server S8. Somi được lựa chọn với khả năng là gì nhỏ, Silent Double Cap, lại thêm một Somi nữa, Double Somi. Má để cho nó con leo dị. Thôi mình lấy leo dị còn hơn đúng không, mặc dù có Somi có thể khắc chế leo dị nhưng mình vẫn phải lấy leo dị, nhường o chi cho nó. Có Edith là single à? Độc chiều cái thì nó lại làm phát giảm nộ thì cứ ngồi khóc thì làm gì có cái cơ hội là được dùng nữa đúng không, nhưng là được dùng anh em tranh thủ dùng luôn. Đấy, anh em nhìn nó giảm nộ kinh không? I love you. Hai đốt máu là phi chết kìa. Hai đốt máu đấy nhầm nhầm đấy. Hai đốt máu ấy. Hai đốt máu ấy, vừa đốt của leo dị vừa đốt của ấy. Ui ạ, kinh quá, ai chơi cái bài đấy bây giờ, anh trai ơi, anh trai chơi cái tem này, AOE thế thì em chịu rồi, nha, anh chơi cái tem AOE thế thì em chịu rồi. Em chịu rồi. Game đấu số 2 nào. Wendico server 704. Mẹ làm như quả AOE đấy thì chả khóc anh em, khóc rưng rức.
I love you. Khóc à? Khóc thật sự rồi. Khóc thật sự rồi. Khóc cho người cho không ai hay. Tôi đang khóc thật. Khóc y hệt như mình game trước khóc vậy nhỉ? Nhịp kia thật sự mình đang không hiểu là tại sao nó không dùng mây trời trước mà lại dùng robot trước, đúng không? Dùng mây trời trước bút đam, sau đó robot giảm thủ nó hợp lý hơn, đúng không? Yêu đi dị của server 574, server của siêu top một thời ô server đấy nha. Nhưng mà hình như thanh niên nó nghỉ chơi thì phải. Từ cái thời 57k, 56 triệu hay 57 triệu đã nghỉ rồi. Bây giờ mình mới nhìn thấy thanh niên cao nhất nó rơi tầm khoảng 62 triệu. Ừ. Nó nhìn đâu tầm khoảng 60 mấy triệu. Không tăng, rất khó chừng. Mấy tăng. Cầm má tăng. Chuyên gia chém tanh mà. Chuyên gia chém tanh. Làm gì được cho đời hết.
Chí mạng của tôi thua. Không có tanh khó đánh quá. Không có tanh là một cái gì đó nó thật sự ấy các bạn, là nó rất khó để chúng ta phối hợp được ra cái đội hình nào, phối hợp làm sao này, cover bảo kê các kiểu được, đúng không? Rất khó. Cùng đến với Dior có CL 712 Takuma. Tiếp theo chúng ta có Nokuru phá bút, Clark và Krauser. Terry không thích lắm nhưng vẫn phải lấy. Cây nổ hay quá nửa ấy, cây nổ cho nổ mình nhỉ? Thế thì sức nào chịu cho nó nổ ơi. Mẹ nó giảm nổ chỉ có nước khóc thôi. Giảm nổ nó không có cơ hội để mà thở luôn. Sermi Kyo Nets Đéo lấy tè đi Mai Và Nets kê lại cái giường rồi nhá, chắc sắp phải kê lại cái giường đó. Sắp phải kê lại.
lại đi lại thôi. Đi lại thôi anh em ạ. Cho cái giường về, cho cái ghế ở đây ngồi đỡ đau lưng thôi. Chứ này không học hết lưng nữa. Thực sự thực sự với nha anh trai nha. Hết rét rồi. Kê cái giường về hợp lý. Kê cái vẫn hẹo à. Vẫn hẹo hẹo à. Hẹo hẹo. Diễn nha các bạn nhé, nó đỡ hiệu ứng. Con Athena nó có hiệu ứng. What's power? Chết không? Ôi à, chết hỏng rồi. Chết hỏng rồi. Quá, trời ơi, có nội hỏng quá. Hỏng thật sự nhá, đối thủ cười cho nỗi đau luôn. Đối thủ cười cho nỗi đau luôn. À, cũng đến game đấu cuối rồi anh em. Xong rồi để kê lại tình hình dọn dẹp. Kê cái ghế ở đây ngồi nó thoải mái rồi nhỉ. Trang béo, nào, thắng lúc game đấu cuối để dọn dẹp cái đống đổ nát nhà mình nào. Đống đổ nát những cái chỗ đống dưới chân này tôi biết là nó bẩn lắm rồi anh ạ. Đống đổ nát này nhìn đã biết nó bẩn thỉu lắm rồi, dọn dẹp lại cho nó tươi mới sạch sẽ. Đấy mày tí nữa để vứt con rô bớt sang cho nó là nó ăn trọn luôn đấy nhỉ. Vứt rô bớt sang cho nó là nó ăn trọn luôn đấy. Kèo này nó không cửa ăn mình đâu. Kèo nó ăn được mình hơi thấp. Mình nói rất khó. Ai à, sao tin rắn à? Là gì đã? Đấy chỉ là lý thuyết thôi. Mời chỉ là lý thuyết thôi. Cách xa nhau nhiều lắm. Không để ai có độc ở đây cả. Tiêu không có độc ở đây.
Vì mục tiêu không ai bị trúng độc ở đây nha, phải giải ra ngay nha mày. Lê nhê mệt lắm, không chơi. Giải gấp và vội. Đánh vào ai? Sợ thật. Còn rồi mình tự giải ra thì mình hẹo đấy nhá. May là mình tỉnh táo tàu mình giải nó ra anh. Làm gì có chuyện bịp ở đây. Ok, đó là chiến thắng rồi. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nhé. Rồi, tranh thủ đi dọn lại cái nhà đã nhé. Xong thì mọi thứ nó ổn định lại cái là chúng ta lại tiếp tục vào cái series này. Thank you, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye.